Hi, chào tất cả mọi người, mình là Hơn, biệt danh là Dr. Moore. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Vlog Dr. Moore Investment. Xin chân thành cảm ơn các bạn về vlog đầu tiên của mình. Mình cũng rất là bất ngờ khi được sự ủng hộ đông đảo từ tất cả các bạn. Và qua đây thì mình cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trẻ đã gửi lại những cái comment hoặc là chia sẻ cái video đầu tiên của mình. Xung quanh những cái vấn đề câu hỏi của các bạn là làm như thế nào để mà có thể khởi nghiệp và cũng có thể mở được những cái phòng khám thú y. Mình xin chân thành cảm ơn những câu hỏi của các bạn. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn như thế này. Cái này thì chỉ là chia sẻ thôi nha. Về thành công thì thật ra thì mình cũng giống như các bạn, cũng đang giai đoạn khởi nghiệp thôi, chứ cũng không phải là thành công gì. Theo như các bạn thấy thì hiện nay thì việc xã hội ngày càng đang phát triển, thì việc chăm sóc các thú cưng cũng phát triển theo. Đó cũng là một cơ hội cũng như là một thách thức rất là lớn để cho tất cả các bác sĩ thú y chúng ta có cơ hội để mà phát triển nghề nghiệp. Mặc dù hiện tại thì mình có được 3 cơ sở phòng khám thú y, theo các bạn thấy mình cũng phải trải qua một cái giai đoạn những cái thăng trầm trong quá trình khởi nghiệp. Sau một thời gian dài mình đi làm cho một cơ quan thì cảm thấy cuộc sống cũng nó đòi hỏi mình, nó thôi thúc mình có những cái mình cần phải có những cái bứt phá hơn. Và cũng chính vì thế mà những cái ý tưởng cho một cái phòng khám do bản thân mình làm nó bắt đầu được hình thành. Cho mãi tới tháng 10, 2015 thì mình mới bắt đầu mạnh dạn bước chân ra để mà mở phòng khám riêng. Cũng giống như các bạn, mình cũng giai đoạn đầu của mình cũng rất là hoang mang. Trước khi mà mình có được một phòng khám thì mình cũng không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu luôn. Nhưng mà vì ý chí thôi thúc, mình luôn muốn mình có một cái thu nhập ổn định hơn. Mình muốn khẳng định bản thân mình. Như các bạn đã thấy, nhưng mà để có được một cái phòng khám vé son như hiện tại thì bản thân mình cũng phải trải qua rất là một cái giai đoạn khó khăn. Khó khăn đầu tiên ban đầu đó là cái trở ngại lớn, đó là về tài chính. Nói thật sự mà nói là giai đoạn đầu khi mà mở phòng khám mình phải nói là chi phí đập đi xây lại rất là nhiều, tại vì mình không có được một cái setup hay là một cái gì đó chi tiết cụ thể hỗ trợ cho mình, giống như là kiểu không có một ai, một cái bản vẽ hồng, một cái mô hình nào chuẩn mực để cho mình làm theo, mà đa phần là mình phải tự làm rồi mình mới rút kết ra được những cái nào cần và không cần. Những trang thiết bị rồi những máy móc hay là những phương tiện cho hỗ trợ cho việc chẩn đoán trong quá trình điều trị của thú y, thật sự mà nói nó còn đắt hơn cả bên nhân y. Thứ hai nữa là về đương nhiên sẽ là khách hàng rồi, do chúng ta mới ban đầu mở thì khách hàng cũng chưa biết tới ta là ai và chúng ta làm được những gì. Và thứ ba đó là về khó khăn trong quá trình chẩn đoán. Bác sĩ thú y chúng ta thường là các bạn sẽ tập trung là tất cả chúng ta là hầu như là bác sĩ đa khoa luôn. Chúng ta chưa có một cái bộ môn nào để gọi chuyên khoa. Ở bên nhân y thì họ thường có là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 hoặc là những cái bộ môn chuyên riêng. Nhưng mà bên thú y thì hiện tại do quá trình đào tạo nên tất cả các bạn ra hầu như chúng ta là những bác sĩ đa khoa chung hết. Một cái khó khăn tiếp theo là đa phần là khó khăn từ các bác sĩ trẻ, khi mới chúng ta có thể là chúng ta chưa đầy đủ kinh nghiệm để nhìn trên một ca bệnh, mà cũng có thể là chỉ nghe từ phía khách hàng, mà thông tin khách hàng đưa đến cho chúng ta có thể có khi là đúng chỉ được mấy mươi phần trăm và có thể làm cho chúng ta sai lệch đi, đánh giá sai lệch đi cái nhận định ban đầu về một ca bệnh, và làm cho cái việc chẩn đoán của chúng ta trở nên phức tạp hơn hoặc là khó khăn hơn, làm cho các bạn có thể là chúng ta hơi bối rối. Và thứ tư đó là về nhân lực. Có thể là tư tưởng của mình sẽ không giống như những người khác một chút xíu, đó là mình rất là mạnh dạn đầu tư và phát triển về nhân lực, tại vì đó là những người đồng nghiệp có thể hỗ trợ cho mình cả một đoạn đường đi rất là dài. Để có được một đội ngũ nhân sự như ngày hôm nay thì mình cũng phải trải qua từng bước, ban đầu từ 1, 2, rồi 3 đồng nghiệp thôi. Sau đó hướng dẫn các bạn thêm để quyết định thành công cho một cái chuỗi phòng khám. Đó là yếu tố về nhân lực. Nếu mà chúng ta chia sẻ những cái
kiến thức, những kinh nghiệm đó ra cho đồng nghiệp mình, thì các bạn sẽ hỗ trợ cho mình có thể là 2, 3 hoặc là 4 cơ sở. Thật ra nếu mà kể hết những cái khó khăn thì có lẽ kể rất là nhiều và rất là lâu để mà kết thúc được câu chuyện. Thì mình cũng xin rút kết lại những cái điều kiện cần và đủ như thế này, là để mà ban đầu mình phải mở được một phòng khám. Thứ nhất, điều kiện là các bạn cần phải đầy đủ kiến thức, nền tảng phải thật sự vững chắc, đảm bảo cho mình có thể giải quyết những cái yêu cầu cơ bản tại một phòng khám. Và điều kiện thứ hai là chúng ta phải đầy đủ những điều kiện về pháp lý. Điều kiện thứ ba là phải có một nguồn nhân lực thật sự gắn kết với mình để mà mình có thể phát triển được cho cái phòng khám cũng như một cái doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển. Và chắc chắn là chúng ta cần phải trau dồi kiến thức, và theo mình vẫn là chia sẻ những kiến thức của mình có được cho tất cả những đồng nghiệp của mình, những khó khăn hoặc là những ca bệnh nào đó hay, để cho tất cả các anh em đồng nghiệp cùng nắm bắt được tốt nhất. Ý kiến gì? Thật ra trong cái ngành lĩnh vực dành cho thú cưng, chúng ta không có phải là duy nhất có một ngành là bác sĩ thú y, mà chúng ta nên phát triển đa dịch vụ, là bao gồm cả những cái mảng làm đẹp. Nhưng mà nếu mình muốn phát triển thêm cái mảng đó thì mình cần phải tạo điều kiện cho các đồng nghiệp của mình được học thêm những cái mảng về chăm sóc và làm đẹp. Thì điều đó là hiện tại ở Pesson chúng tôi đầu tư cho các bạn đi học. Và một vấn đề nữa, là vấn đề cũng khá là tiên quyết và nó quyết định cho sự phát triển lâu dài, mình hay nói tới nói lui với các bạn đồng nghiệp, đó là chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn và một sự xác định theo một cái con đường mình đã chọn. Đa phần tuổi trẻ chúng ta thường hay gặp một cái vấn đề là hay thiếu đi tính kiên nhẫn. Mình hay dùng cái từ đơn giản là đứng núi này trông núi nọ. Nó sẽ làm cho các bạn mất đi rất là nhiều thời gian và tuổi trẻ. Đặc biệt là cái ngành bác sĩ thú y, chúng ta cần phải có thời gian trau dồi thêm kinh nghiệm, và ít chí ít gì chúng ta phải có sự đầu tư cho nó, chứ không thể nào mà mình chỉ làm một thời gian ngắn rồi mình gặp những khó khăn nhất định rồi là mình bỏ. Nói chung là sau khi trải qua tất cả những khó khăn thì mình cũng bình tâm và mình cũng xử lý được những khó khăn đó, và sau thời gian đó thì cũng đã có được một bé son như ngày hôm nay. Tuy nó chưa phải là một cái thành công hay là một cái gì đó to tát lắm, nhưng mà đối với bản thân mình sau khoảng chừng ấy thời gian thì đối với mình đó cũng là một thành công nhất định. Và tất nhiên mình cũng chưa bao giờ coi đó như là một cái điểm dừng, và mình cũng sẽ giống như các bạn là cũng sẽ từng bước phát triển hơn nữa và học hỏi thật nhiều hơn nữa. Đừng cho mình đó là một điểm dừng hay là một cái sự tự hào riêng của bản thân mình quá lớn để mình có một cái giới hạn, mà mình phải cùng lắng nghe những đóng góp những ý kiến từ đồng nghiệp cũng như tất cả những khách hàng để mình ngày một phát triển hơn. Tin rằng với tinh thần nhiệt huyết của các bạn tuổi trẻ, đặc biệt là những bác sĩ thú y trẻ yêu nghề, yêu động vật như hiện nay, thì các bạn sẽ ngày càng phát triển, và chúc cho các bạn có một sự phát triển thành công và trở thành đồng nghiệp thân thiết với mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chịu khó quan tâm theo dõi vlog của mình, và xin chúc tất cả các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai sắp tới. Mình hy vọng là những chia sẻ từ bản thân mình sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những vlog số tiếp theo. Tạm biệt các bạn.